Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo, xin chào lớp cho anh em. Tôi bạn chào anh em. Tôi chào lớp cho anh em. Tôi cứ xấu cho lớp cho anh em. Ok các bạn ạ. Thì từ trước đến giờ ấy, anh em mình đã từng ăn rất là nhiều các loại tiết canh rồi, từ trên rừng rồi dưới biển rồi trên mặt đất, những thứ anh em kể một vài loại xem nào. Như là anh em mình được ăn tiết canh tôm, cua, vịt, ngan, cá, gà. Còn trên trời là loại này như là anh em mình chưa ăn. Rúi ở rừng những thứ rồi, trên rừng xuống biển rồi mặt đất. Bây giờ hôm nay anh em mình sẽ trải nghiệm cái món tiết canh trên trời, đó chính là tiết canh chim bồ câu nha các bạn nha. Thì mình thấy ấy, mọi người bảo là tiết canh chim bồ câu ấy thì ăn lo vừa sạch, vừa mát, vừa ngon, vừa ngọt. Nên là hôm nay thì mình muốn trải nghiệm thử. Mặc dù thì anh em mình cũng chưa đánh tiết canh chim bồ câu bao giờ, nhưng hôm nay anh em mình sẽ thử và đánh xem có thành công hay không. Và để nếu mà có thành công anh em mình sẽ trải nghiệm thử xem là cái món tiết canh chim bồ câu nó có đúng như là lời đồn hay không nha các bạn nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị 7 con chim bồ câu, thì hai con tí anh em mình cắt tiết xong anh em mình sẽ làm nhanh để anh em mình gọi là lấy cái thịt của chim bồ câu này để anh em mình làm nhân tiết canh luôn nha các bạn nha. Đó thì vì cái chính sách của YouTube ấy, nên là anh em mình không quay cái cảnh mà giết mổ và làm thịt nha các bạn nha. Anh cứ tưởng là trên cương là hay ăn cái món tiết canh chim trời rồi chim bồ câu những thứ chứ. Ngoài trên núi trên đồi. Đúng, em chưa được thử cái căn bản, cái này em nghĩ là khó đánh nên người ta không chơi được mấy. Nói chung là nếu mà hôm nay mà đánh không thành công ấy, thì anh em sẽ chuyển sang gọi là uống luôn. Canh nước. Người ta gọi là canh tiết chim bồ câu. Đó. Thì bởi vì làm thịt 7 con chim bồ câu này thì anh em mình không có chuyên môn ấy, nên là làm khá là lâu, mất thời gian hơn mọi người ấy. Nên là anh em mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha các bạn nha. Để không mất thời gian ấy, anh em mình sẽ đi cắt tiết luôn 7 con này. Như mình đã nói từ đầu ấy, đó chính là vì chính sách của YouTube ấy, nên là anh em mình sẽ không quay cái cảnh giết mổ và làm thịt nha các bạn nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi cắt tiết luôn. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh mình nhá. Chim thì anh em mình đã tập trung và cắt tiết xong 7 con chim bồ câu và đã vặt lông sạch sẽ đây rồi các bạn ạ. Đây này các bạn này, anh em mình cắt tiết chim bồ câu ở gọi là sườn nó nha các bạn nha. Nó con nào anh em mình cũng cắt ở sườn này. Thì bây giờ anh em mình sẽ cho 2 con vào để anh em mình luộc, và 5 con còn lại anh em mình sẽ ướp với cả sam rang nha các bạn nha. Nào, em cho đi. Nó không được đẹp trai lắm thì cho vào. Đó, anh em mình sẽ luộc cùng với cả một chút gừng để cho nó thơm nha các bạn nha. Đó, xong tí luộc xong anh em mình sẽ băm nhỏ ra. Đâu em đổ sam rang vào để ướp 5 con chim này đi. Có mạnh anh. Đó, số chim này anh em mình sẽ đem đi để nướng nha các bạn nha. Ôi như đồ. Rồi xoa đi em. Anh em mình sẽ xoa đều chim xong rồi anh em mình sẽ là để cho nó ngấm thật là ngấm xong rồi anh em mình đem đi để nướng các bạn ạ. Ui, xương nó đâm vào tay. Món chim câu nướng sam rang của anh em mình. Anh nghĩ là ổn đấy. Ui. Nhìn khá là đẹp rồi đấy con này. Nó nhìn ướp xong này, màu con chim đỏ rực luôn con ạ. Ngon đấy nhỉ? Ngon không? Đốt chè con gỏi luôn không? Thử luôn. Ngon đấy chịu. Đây nha con nha. Thì anh em mình sẽ gọi là để chim nó ngấm thực sự luôn. Anh em mình tí luộc xong 2 con này, anh em mình sẽ băm nhỏ chim ra xong rồi anh em mình sẽ làm món tiết canh và đem đi nướng cái số chim ướp sốt sam rang siêu cay đấy nha các bạn nha. 2 con chim luộc thì ở đây anh em mình đã luộc chín rồi này các bạn này. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu băm ra nha các bạn nha. Thì cái chim bồ câu đấy thì anh em mình sẽ gọi là băm nhỏ hết cả xương ra để làm nhân nha các bạn nha. Bởi vì bình thường ấy là cái món chim bồ câu này là sẽ không bỏ xương luôn đấy các bạn ạ. Bởi vì anh em mình ăn mấy cái món gọi là chim băm xúc bánh đa như là toàn ăn cả xương thôi. Nó quá nhỉ. Em chặt đi. Khó chịu nhỉ. Mạnh hơi lóng ngóng trong chuyện này các bạn ạ. Em chặt gà với tao đâu. Đấy em chặt đôi ra, thằng tí làm sao băm nhỏ ra được. Đó, thịt rất nhiều luôn nha các bạn nha. Đấy mọi người chim thịt rất nhiều nha các bạn nha. Em cứ băm nhỏ nhỏ ra, tí băm thôi. Cắt nhỏ nhỏ ra. Chặt nhỏ nhỏ ra ấy. Chờ đi em chặt. Ui giời ơi. Không sao anh ạ, ăn được. Chặt nhẹ nhẹ thôi. Ui giời.
Cường thì đi gì nhỉ? Cường đi đi ăn cơm, Mạnh thì hơi lóng ngóng chút này con ạ. Đó, xong bên em chặt lại băm nhỏ nhỏ ra dần như thế, xong rồi em băm ra. Đây chắc băm được. Đấy em băm thử mà. Từ từ anh bỏ tay anh ra, không em chém vào tay anh. À, rồi băm nhỏ nhỏ ra. Chặt luôn, em chặt nhẹ nhẹ đó. Biết bao giờ em lấy được vợ nhỉ? Chán quá. Đấy nha các bạn nha, anh mình sẽ băm nhỏ nhĩ ra luôn nha các bạn nha. Coi như là nhỏ sạch xương để tí như mình làm nhân tiết canh. Thì ở đây như mình đã chuẩn bị gọi là hạt tiêu và hành tím đây rồi các bạn ạ. Đó, băm xong nhỏ xong này thì mình sẽ đánh tiết canh luôn nha các bạn nha. Và đây như mình đã băm xong hai con chim rồi nha các bạn nha. Nhân thịt chim bồ câu này các bạn này. Bây giờ thì mình cho gọi là rau này, rồi hành tím và ớt này con này. À tiêu nữa này con này. Em trộn lên đi. Nó trộn đều lên. Đấy nha các bạn nha. Cương sẽ bắt đầu pha tỷ lệ để đánh nha các bạn nha. Bảy con chim bồ câu này các bạn này chỉ được chắc là được hơn 2 môi tiết một chút các bạn ạ. Đó, 3 môi tiết. Gần 3 em cho khoảng 5 môi nước vào cho anh. À đâu cho 4 môi, hơn 4 môi một chút thôi. Thôi đủ rồi. Đó, khuấy luôn. Đây nha các bạn nha. Đây là cái món tiết canh chim bồ câu của anh mình này. Đó, 7 con chim bồ câu nó chỉ được có như này nha các bạn nha. Không biết là có đủ tiết không nữa. Rồi. Hôm sau là sẽ nhiều tiết, đủ tiết một chút để anh nhà mình còn. Rồi. Ui, có ít tiết. Đây là hình như là anh mình cho hơi nhiều nhân rồi các bạn ạ. Anh mình tham quá là cho hơi nhiều nhân mà ít tiết ấy. Đó, nói chung là em cứ săn đều đều ra tí để anh mình trải nghiệm. Đó, bởi vì cái nhân hai con chim của anh mình nó hơi nhiều nên là đấy em chỗ này em dìm cho nó gì đi. Đó, đợi tiết đông là anh mình sẽ đi gọi là nướng chim xong rồi anh mình sẽ thưởng thức cái món tiết canh này luôn nha các bạn nha. Than thì ở đây như mình đã nhóm cháy rồi này các bạn này. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho chim lên để nướng con ạ. Đó, những con chim ướp sam giang của anh mình con ạ. Rồi, khá là ngon. Đây này. Rồi, còn đây là món chính này con này. Đây là món tiết canh chim bồ câu này, đồng như thạch luôn rồi con ạ. Đó, dùng lắc các kiểu luôn. Anh mình vừa nướng sẽ vừa trải nghiệm cái món tiết canh chim bồ câu xem nó như nào nha con nha. Đó, nói chung là hôm nay cũng có thời gian rảnh rỗi, anh em mình vừa nướng chim vừa trải nghiệm cái món tiết canh chim bồ câu này xem nó như nào. Nào, em ơi cứ để đấy nó chưa hồng tan lắm, giờ tạm cái tay đi ông ra để đánh chén tiết canh luôn. Nào, vắt chanh vào đi. Ngon quá này. Anh em mình hôm nay quay luôn ở đường các bạn ạ. Vắt đi, ui. Ai giả. Để cầm được. Luôn. Ui đồng ghê. Đồng như thạch luôn. Đồng nhờ. Ui các bạn này. Đó, ui không có một tí nước nào luôn này các bạn ạ. Ui. Rồi các bạn nha. Nửa thơm ê. Chanh chưa? Wow, chanh chưa? Thử đi anh em thử đi. Anh bắt rồi. Bắt rồi. Thôi thử thôi. Đấy, chỗ này nhiều tiết canh thế này. Đó nha con nha, anh em mình ăn tiết canh đông như thạch ấy. Đúng như là đòn. Anh em mình ngồi ở đường nên hơi nhiều xe máy đi lại một chút các bạn ạ. Nó hơi ồn ào, không giống như những hôm mà anh em mình đi ra kiểu ra ngoài đồng ấy. Nào em lùi lùi vào cho mọi người đi đã. Đây đứng đứng dậy, đứng dậy à. Đứng ra đây. Xe máy đi qua, hơi ồn. Rồi, tiết canh vô. Tiết canh rồi. Đây là con này, đây là tiết canh. Ôi giời ơi. Con ta đồng nhỏ. Nào thử đi. Con này. Ăn đúng kiểu tiết canh ăn vị thơm. Mát mát mà mọi người nhá. Ngon. Mời các bạn nhá. Con này toàn tiết canh này. Mùi ngọt vãi dưỡng à. Mà nó thơm lắm anh ạ. Thế nào? Thơm lắm. Thơm lắm tức anh vì không mày. Đúng như anh bộ báo. Chỉ là ngọt và thơm ngọt. Đó con ạ. Bảy con chim bồ câu mà anh như mình chỉ được nhiều đây tiết canh cho này con này. Giống như nó sương hồn nè. Đó, tiết này con này. Đó. Em ăn mạnh lên. Ăn mạnh lên. Làm tí chanh nữa thử. Quá ngon luôn con ạ. Đó, vậy là như mình hôm nay cũng đã chanh đánh được gọi là tiết canh chim bồ câu rồi nha con nha. Hôm nay vắt chanh rồi mà. Ừ, vắt thêm, ăn thêm thì ngon. Em lúc em cứ nghĩ là nó sợ là không đông rồi. Chua chan chan đấy. Nhưng mà nó đông như này rồi.
Nó tay nghề anh chỉ đạo tỉnh đỉnh luôn. Good job đỉnh. Ngon anh ạ. Chín ngọt nha. Ngon ngọt. Mà em để anh hỏi cho mà cái lúc so sánh thử mấy loại tiết kia thì nhưng mà với mình nghĩ thì chắc là không nên so sánh gì cả bởi vì tiết canh nó sẽ có vị riêng ấy. Và đây là lần đầu em ăn cái này luôn thì rất là ngon. Thì nó ngon nhỉ. Mình bây giờ sẽ bắt đầu thử đây con này. Ui, em phải đấy chim nhá. Chim cò cũng đấy. Cháy nó miếng em dăm là chim. Ui. Mời tất cả mọi người thưởng thức. Ý ơi, có cái gì đây? Thưa anh Cường. Đây con ạ, đây là món tiết canh chim bồ câu ăn ngoài đường nhá. Mình mời tất cả mọi người. Quên đi từ sáng là cứ đeo cái khẩu trang ở gì ấy. Ngon. Cái vị này nó ngọt mà nó rất là thơm luôn con ạ. Đây nha con nha. Đây là cái món tiết canh chim bồ câu hôm nay của anh em mình này. Đó, anh em mình nhận. Đây, đây là chim là anh em mình nướng sơ qua đã gần chín rồi con ạ. Ngon lắm phết đấy. Mẹ tay thép ghê. Chín rồi. Ăn mấy cái ngồi lòng hẳn. Đổi màu rồi. Đưa để lọc phết đấy. Nào ăn đi. Ăn đấy đi, phí. Lần đầu tiên trong đời luôn anh ạ. Em được ăn món tiết canh bồ câu mà hôm nay nó đông như này. Thực sự là cái món tiết canh ngày hôm nay ấy, đúng là kiểu lần đầu của anh em mình nhưng mà đánh cực kỳ gọi là thuận bài luôn các bạn ạ. Đông như thạch luôn nó. Bây giờ thêm nhiều tiết canh tí nữa là ngon anh ạ. Có ăn tiết canh không? Chạy rồi chạy. Cá nhân nhiều tiết canh tí nữa ăn nó thạch thạch ngon. Nhưng mà cái tiết canh này nhân thịt chim bồ câu ấy, nên là mình nghĩ là tiết canh nó quyện vào với thịt của nó thì ăn nó sẽ một vị riêng ấy. Nó rất là mát rồi rau thơm những thứ rồi. Nói chung là ăn cái tiết canh chim bồ câu nó sẽ khác lạ với tất cả những cái loại cái tiết canh khác nha các bạn nha. À, tê tê. Ừ, vừa nãy mình bảo là không có nước nhưng mà bây giờ lại giảm chút nước rồi các bạn ạ. Nó ra một chút không đăng cái gì. Thì chim ở đây nhưng mình sẽ đợi nước chín rồi anh em mình thưởng thức chim con ạ. Mình vừa nãy làm vài môi tiết canh mà đã gần hết rồi, mình sẽ gọi là tắt tạm máy cái đây để anh mình nướng chim và để mấy anh em cùng đánh chén lốt chỗ tiết canh này nha con nha. Đây con ạ, thì sau một hồi anh em mình nướng này con này, những con chim đang nóng đang sủi này đó. Bây giờ thì mình sẽ để cương test thử xem mà con nào xem mà chín chưa để chuẩn bị thưởng thức thôi. Nóng đấy em ạ, chảy mỡ các kiểu rồi con ạ. Thơm quá, người đi đường cứ gọi là ai đi qua cũng bảo úi thơm thế. Khi để cho anh xin con nhé. Con này bị hơi bị cháy bởi vì chỗ đoạn nó hơi to con ạ. Thơm đấy. Con này cũng rất là ngon rồi con ạ. Anh Cương sẽ sắn lại thử không? Chín rồi. Cứ đi, xế ra. Chín rồi. Ôi gần chín rồi. Hơi tái. Hơi tái một chút con ạ. Hay thì chim công mà mọi người nhá. Không, chắc là phải nướng thêm. Cái này thì chắc là anh mình sẽ phải nướng thêm các bạn ạ. Đây con này. Cái thịt nó vẫn còn chưa xin hẳn ấy, gọi là hơi tái tái một chút nên là anh mình sẽ nướng thêm. Đây được, mặc dù nó sủi rất là mạnh rồi này các bạn này, nhưng mà anh mình sẽ phải nướng thêm để chờ nó chín rồi anh mình mới đi để thưởng thức nha các bạn nha. Đó, ở đây để cầm đấy để anh quýt thêm một lớp gọi là nước sam rang lên cho nó tí cho nó màu. Quên lên phát nhìn màu đẹp lên. Màu rồi các kiểu để cho nó ngon các bạn ạ. Cho nó thơm ngon. Gần Tết vừa khác anh ạ, đi sắm Tết đúng không? Anh sắm nhá con ạ. Mình quyết thêm một chút lớp ướp sam rang lên nữa. Ủa, quyết trông thơm nhỉ? Lật đi anh, lật đi, gần chín không? Nhìn thực sự rất là ngon đấy các bạn ạ. Ôi, thằng này móc cái chân ở kia. Anh bắn giọt sam rang mày quay của anh. Không sao. Đó, anh mình đợi nó chín này, anh mình đi thưởng thức nha các bạn nha. Đây con ạ, thì mấy con chim bồ câu của anh mình đã nướng xong con ạ. Đó, bên ngoài hơi đen đen một chút, không biết là thưởng thức nó sẽ như nào đây. Anh mình làm tí nước chấm này. Mỗi anh em một lon bia. Trong canh. Ngồi gọi là hồ điều hòa con ạ. Hồ ốc. Má đồ sẽ đến đây sao còn bên đuôi ấy. Có đến nhiều một cân một con. Quay đi, không lại đó anh em thôi xong luôn đấy.
Đó. Hồ ốc nhìn tỷ. Nào, Cương thử đi. Cương thử anh cười. Em thích con đen điện này. Cho ốc anh. Con này ngon lắm mày. Ui. Ui, mời tất cả mọi người. Xé hay thích gặm luôn. Em gặm luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Nóng mất rồi anh vừa bỏ ra ấy. Cầm cái con gặm. Đây đây đây. Ui, chín rồi. Chín rồi. Ngon ạ. Ngọt. Thơm ấy, ui thơm nồng luôn. Ngọt ngọt vị của Sam Giang. Nhiều tí cay. Có dính cái mồm cả. Tôi chờ gì đi. Đây. Để đi. Để bia xuống. Có gì đâu. Đó. Kim ăn cả con. Bia uống. Ôi à. Bác à. Em chịu đây. Ôi giời. Nhảy lên em ơi. Sao thổi thổi đi. Để nói mày đâu không rơi trong này anh. Ờ, cẩn thận đấy. Để cho chị chéo ngoài rơi ngoài nó còn đỡ. Ừ. Ôi. Ôi. Bia vẫn uống được đấy lên. Để sau đít này. Em về thử khui đùi ra. Ừ. Wow, anh nóng quá. Chết đó đùi nó đùi. Ui. Cậu cảm giác chim dài nhỉ. Đây, mời bạn nhá. Thế nào? Thì nó ngọt, bên ngoài thì nó ngọt chắc chắc, bên ngoài nước sáp giang cái cày ngọt ngọt. Ngọt. À, rát hết cả môi. Đây các bạn ạ. Thì hôm nay là một buổi ấy, gọi là vừa có tiết canh chim bồ câu ăn này, vừa có thịt bồ câu ăn các bạn ạ. Phê luôn, có chấm không? Tại mấy úp đây thôi xong luôn đấy. Các bạn này nhìn tí mũi to. Ui. Nhìn anh nhầm gọng ngon vãi trở luôn con ạ. Ui thì chim bồ câu ngọt đấy nhỉ. Cầm cái đùi không bó anh xin tí. Em phải gọng như kiểu của đôn trà ấy. Có khi cầm cái con ăn nó ngọt này nhỉ. Anh thấy đôn trà vừa đấy cầm cả con giật ngon lắm luôn đấy. Cho em cả con. Chấm hơi khó. Ngập mồm. Phê con ạ. Phê ngọt rồi đấy. Đôn trà hôm nay ăn món tiếp canh thấy nào? Thấy đẳng cấp, ngon. Thế còn cái món chim nướng Sam Giang này? Chim nướng thì tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ui. Mày em đánh giá là nếu em đánh giá được cái món tiết canh hôm nay anh đánh là ngon nhất anh ạ. Con cái chim này thịt to dai nó chắc. Thịt chim này thuộc dạng anh em mình vừa nướng tới các bạn ạ. Nên là mình nghĩ sẽ ổn. Chờ nó vẫn giữ được nước ở bia đi người. Bia đi anh em. Ui trời quên. À quên mất bia rồi. Nào bia đi. Chà tôi ngủ này cơ chắc. Nhớ ụt ngửa gì sọc tội. À. Nào, mày mà không phan. Mày uống này đi. Ừ, sạch rồi. Thì sạch thì đã vẫn uống. Đây con ạ. À, anh em nó ăn mình phải gọi là bê nước chấm hộ anh em này con này. Rô. 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 Ui. Ăn chim nướng mà lại còn làm ngụm bia nữa tuyệt vời đúng không? Phê. Nói chung là nhìn con chim. Phê. Đây anh em mình sẽ gọi là ăn chim nướng nguyên con các bạn ạ. Chim nướng cả con. Thịt chim nướng như nào? Ngọt. Ăn ức ngọt lắm. Để cho người kiểu vẫn còn quấy. Nước cười. Cẩn thận nhỉ. Đang bảo đây để xuống đây không kia nữa. Lại phải đổi kiểu ngồi thôi. Chấm mắt. Vị. Cắt đúng đoạn này. À. Ui, Cương ơi em phải trải nghiệm như anh em này. Ui, mạnh giật lại một phát nữa cho mọi người cùng xem nào. Ui. Ngồi. Thế nào, phê chứ? Bên trong ấm lắm. Phê không? Đây, bên trong chảy nước này. Thì cũng ngọt quá. Còn dai chỉ còn dai. Không sợ mất cái răng. Răng hàm anh.
như giật cảm giác phê thực sự luôn mọi người ạ. Rồi đó. Như nào, hôm nay vừa được ăn tiết canh chim bồ câu. Bình thường thì mình chỉ đem chim bồ câu đi nướng hoặc là làm món gì đấy thôi, nhưng mà hôm nay lại được trải nghiệm luôn cái món tiết canh chim bồ câu ấy con ạ. Cảnh hết rồi, tham gia thành công. Uầy, trần hết rồi. Mà đánh được lần đầu đánh tiết canh chim bồ câu mà đánh nó đông cứng còn không tin nước à? Mà sao anh quá đỉnh luôn. Công thức của anh kiểu gì mà một phát ăn luôn lần đầu tiên. Ăn luôn. Anh thì công thức tự suy luận. Không phải đâu. Mình áp dụng theo công thức của vịt với cả ngan đấy các bạn ạ. Nên là khi mà đánh ấy thì đánh theo công thức của vịt và ngan nên là cứ thế là ăn luôn đấy. Bởi vì anh thì mình hôm nay cắt tiết tận 7 con chim bồ câu nên là nó nhiều tiết ngang với một con vịt hơn một con vịt một chút nên là anh em có thể đánh được như thế các bạn ạ. Thịt ngọt. Phê. Tuyệt tê tham gia. Tuyệt vời. Giang bên ngoài ngọt. Nó cứ kêu luôn. Nào chấm ăn cả con đấy em. Đấy, như đôn trà đấy, đôn trà học cái tí không? Thế chỉ một câu biết đâu thơm thì sao? Ui, ngọt thịt. Hơi khó ấy. Ui, phê tê. Thực sự là nhìn phê vãi trưởng luôn con. Đây, gặp cái phần ức của nó. Ui, ngọt. Ui. Thật vời. Chấm này. Nguyên loại ức kìa. Đúng vừa đẹp tới con ạ. Dài quá. Con ạ, thì Cương chắc là lốt clip này ngày hôm nay Cương sẽ về quê con ạ. Ăn Tết xong không biết là mùng mới Cương mới xuống để tiếp tục quay với anh mình. Anh Cương chắc mùng mới là con mặc đây rồi. Wow. Wow. Phê. Ờ, nhưng mà tê hết mồm rồi. Phê thật sự luôn đấy. Nhìn, 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 nhìn. Nhìn anh em kiểu ăn lúc này tim à mà ai con đang nhảy ăn lúc trốn trốn quay mình ơi thôi nhảy lên rồi nhá mày nhảy lên đi trời ơi trốn vào nước rồi không không còn từ gì để tá với hai thằng này nữa luôn con à mày à thổi phù ăn ngay mày đâu rồi bây giờ định bảo anh Cương ăn cái tim mà moi cho anh Cương cái tim em gì đó ăn này, nướng lại. Ơi, ngon quá là mất đi, úi nước rồi. Ê mày cái bia này mày ơi. Thôi được rồi. Thế là hôm nay là chắc là do số mình đen rồi này, con ạ. Chắc chỉ được ăn mỗi tiết canh thôi. Hai con chim này thì anh em nó lỡ nên là đánh rơi vào cái nước mình định nuôi ốc ấy, mình nghĩ là chắc là nó hơi thối một chút nên là chắc là sẽ không ăn được nữa các bạn ạ. Thôi, hơi khăm khăm đấy. Nước có bùn có bèo. Ôi cái gì vậy? Anh để mà không đánh nữa quên mất. Mày liên tục rồi. Anh ơi. Ăn được ngồi đấy không hợp lý một tí nào. Thôi là xong anh ơi, đừng ngồi đây. Thôi ạ, nó không cải thật nhưng mà nó không hợp lý. Nhìn đứng lên. À, sau đừng ngồi đây, anh chờ. Đồ trời sao lại vứt vào rìa kiểu ý. Để đây, để đây. Đấy, tuần lỗ, để rìa ngoài là đâu, mới đồ đấy, em để đây. Đây, để đây. Đồ trời, để đây. Từng để dịch không biết là bọn này nó cố ý để không cho mình ăn chim ngày hôm nay hay sao các bạn ạ. Em vẫn có. Tôi mày ăn gặm hết rồi thì còn ăn uống gì nữa. Có khi anh lên thử rồi, vì thôi, có cái rêu xanh xanh này. Thật hèo, ăn nó ngon. Thôi. Thực sự là hình như là số hôm nay của mình hơi đen con ạ. Không được ăn chim bồ câu nướng sốt Sam Giang ấy, mà chỉ được ăn tiết canh thôi. Thì anh em kiểu lỡ tay hay là anh em cố ý để em không cho mình ăn thì mình cũng không biết nữa. Không, nhưng mà món chính là món chính hôm nay chủ đạo là món tiết canh ạ. Nên là anh thưởng thức món tiết canh là đủ rồi. Có lẽ không cần thiết. Nhưng mà lấy mấy sấy em sấy khô đi. Thôi em ơi. Thôi hiện tại thì hai con chim kia cũng bẩn rồi, mình đang định vào thưởng thức thì bọn nó đánh đổ mất lại còn rơi xuống ao đó nên là không ăn được. Lần đầu đã rơi xuống dưới đất rồi. Lần thứ hai lại còn rơi xuống dưới ao. Hình như là bọn này chắc là nó cố ý rồi con ạ, không cho mình ăn. Vậy thì chắc là mình cũng xin phép là không vào để mình thưởng thức được nữa, thì mình chắc là cũng xin phép là dừng clip này đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.